Khoảng 7 giờ sáng số 14/10, trên phố Trần Khắc Dân đoạn gần trượt tư với phố Lò Đúc, xe ô tô Honda V mang hộ kiểm soát 34.651 đụng phải mạnh với xe bồn đang tưới nước giải phân cách, khiến hai xe hư hỏng nặng trĩu. Vụ tai nạn diễn ra đúng vào giờ cao điểm nên gây ùn tắc giao thông tổng thể quanh khu vực. Xe ô tô Honda 4 chỗ hư hỏng nặng trĩu sau đụng phải. Ảnh Lâm Khánh thông tấn xã Việt Nam. Vụ tai nạn gây ùn tắc giao thông trên đường Trần Khắc Dân. Ảnh Lâm Khánh thông tấn xã Việt Nam.